MC Quỳnh Chi là một mỹ nhân khá nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cô từng kết hôn với doanh nhân Văn Dương và có một cậu con trai chung. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai liên tục tranh chấp nhau để giành quyền nuôi con. Thế nhưng hiện tại, nữ MC và chồng cũ không còn mâu thuẫn, họ vui vẻ hội ngộ nhau vì con trai cưng. Quỳnh Chi sinh năm 1990, tên thật là Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi và thường được gọi là MC Quỳnh Chi. Cô nàng được mọi người biết đến từ khi còn là người mẫu chụp ảnh cho nhiều tờ báo tiên và sau đó trở thành MC của nhiều chương trình quen thuộc như HTVC, Year One và các hội nghị tiếng Anh. Quỳnh Chi có nhan sắc xinh đẹp với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, khả năng sử dụng tiếng Anh khá tốt nên cô đã thành công với vai trò MC của một vài kênh truyền hình. Quỳnh Chi cũng góp mặt vào nhiều bộ phim như Hoa Xương Rồng. Không chỉ vậy, Quỳnh Chi còn là một trong những hot girl đời đầu của giới trẻ Sài Thành. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang vững chắc, MC Quỳnh Chi bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động để lên xe hoa về nhà chồng. Trong suốt những năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, người đẹp chiến ít luôn biết cách gây ấn tượng với các khán giả bởi lối dẫn dắt các chương trình và sự kiện đầy tự tin chuyên nghiệp cũng như nhan sắc xinh đẹp đúng chuẩn tiểu thư. Bẵng đi một thời gian, MC Quỳnh Chi cho biết đã chia tay chồng sau 2 năm chung sống khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi sau khi có con trai chung và lý giải cuộc hôn nhân không thật sự êm ấm như mọi người vẫn thường nghĩ. Thậm chí người đẹp sinh năm 1990 còn chia sẻ về góc khuất làm dâu nhà hào môn khiến ai nấy đều phải chạnh lòng thương xót cho cô gái tài sắc vẹn toàn. Có thể nói, ngày MC Quỳnh Chi ly hôn với chồng cũng là lúc cô và con trai chấp nhận sống xa nhau. Được biết, cậu bé đang sống cùng ba tại Mỹ và Quỳnh Chi phải ở lại Việt Nam để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Dù đã không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật từ lâu, MC Quỳnh Chi vẫn luôn là một cái tên nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả. Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp đã đăng tải loạt ảnh mới của cô hậu sinh nhật con trai tại Mỹ. Thoạt nhìn những bức ảnh, hiếm ai biết được mỹ nhân 32 tuổi này hiện đang là mẹ bỉm sữa của một bé trai kháu khỉnh vì nhan sắc quá đỗi trẻ trung ngọt ngào. Trong những tấm ảnh selfie, Quỳnh Chi tự tin khoe nhan sắc qua lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng làn da trắng mịn hồng hào và có đôi mắt to tròn hút hồn. Công chúng đã để lại nhiều lời khen có cánh cho vẻ đẹp mặn mà của Quỳnh Chi. Quả thật, nhìn những tấm ảnh của nữ MC ở hiện tại, ít ai biết được cách đây 2 năm, cô đã từng phải vật lộn với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Ở thời điểm đó, diễn viên Quỳnh Chi tiết lộ, khi đi khám sức khỏe định kỳ, cô phát hiện bản thân có tế bào ung thư tuyến giáp mới nhú và đang xâm lấn mạch máu. Chính vì thế, lúc đó, MC Quỳnh Chi chỉ có một lựa chọn duy nhất là lên bàn mổ và thực hiện các ca phẫu thuật để chữa bệnh. Vốn dĩ là người kín tiếng, người đẹp một con đã không hề công khai quá khứ thực hiện ca phẫu thuật. Quỳnh Chi cho biết cô không muốn nhìn thấy người hâm mộ phải lo lắng về sức khỏe của bản thân nên hạn chế đăng tải những khoảnh khắc kém xinh lên mạng xã hội. Khi có dịp kể lại về thời điểm hay tin bản thân đang ngày càng yếu đi và có dấu hiệu ung thư, MC Quỳnh Chi mạnh mẽ tâm sự. Ngoài làm nghệ thuật, tôi kinh doanh nhiều trong lĩnh vực bất động sản chứng khoán. Vì vậy, tôi được rèn luyện trong môi trường áp lực và luôn tiềm ẩn rủi ro. Do đó, khi đối mặt với vấn đề về sức khỏe, tôi vẫn giữ thói quen cố hữu là bình tĩnh. Lúc nhận kết quả sinh thiết là ung thư, tôi bước ra xe bình thường, tôi nhờ tài xế bật wifi và việc đầu tiên là search cụm từ ung thư tuyến giáp trên Internet. Sau khi đọc thông tin, tôi cảm thấy rất lạc quan. Tiếp đó, tôi gọi những người bạn làm bác sĩ để hỏi thêm về căn bệnh. Tôi không khám một nơi mà nhiều nơi vì muốn lắng nghe nhiều ý kiến. Tôi còn mua cả sách về đọc. Sau đó, tôi cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định phẫu thuật ở đâu, khi nào và do ai thực hiện. Chữa bệnh với tôi cũng như là một lộ trình trong kinh doanh vậy. Từ khi phát hiện bệnh, tôi chỉ khóc một lần, lúc trước khi phẫu thuật vì sợ mổ thôi. Nhưng tới lúc chụp thuốc mê tôi ngủ rồi. Tôi lại cầm điện thoại giải quyết công việc như bình thường. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Quỳnh Chi đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi gặp gỡ cậu con trai sau khoảng thời gian dài xa cách. Được biết, sau 8 năm sinh sống ở Mỹ, quý tử nhà nữ MC lần đầu tiên trở về Việt Nam để thăm mẹ. Đáng nói hơn, chồng cũ của Quỳnh Chi chính là người đưa con trai về thăm quê nhà. Không chỉ gặp gỡ con trai, lần này Quỳnh Chi còn có dịp hội ngộ cùng chồng cũ. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm ly hôn, cô và doanh nhân Văn Chương có một bữa ăn vui vẻ ấm cúng bên con trai. Nhóc Tì trông rất vui vẻ khi được chụp ảnh với cả bố lẫn mẹ. Chồng cũ Quỳnh Chi khoe ảnh và viết, gần 8 năm mới có được buổi ăn này, mặt Lucas rất tự hào, vẫn mãi là những người bạn để đem lại những gì tốt nhất cho con, cảm ơn mẹ Lucas. Trong hình, hai mẹ con chụp ảnh cùng nhau cực tình cảm, cậu bé còn được mẹ đưa đi chơi. Càng lớn, Gia Phúc được nhận xét càng giống bố Văn Chương. Loạt hình này ngay lập tức gây chú ý lớn, rất nhiều bạn bè, người yêu mến đã vào gửi lời động viên chúc mừng hai mẹ con. Tuy nhiên hiện tại con trai Quỳnh Chi đã kết thúc chuyến nghỉ hè và phải trở về Mỹ để tiếp tục học tập. Do đó nữ MC đành phải tạm biệt cậu quý tử và hẹn gặp lại vào dịp Giáng sinh. Cô chia sẻ trên Facebook, anh nhỏ kết thúc kỳ nghỉ hè, tạm biệt con trai cưng, hẹn kỳ nghỉ Giáng sinh má con lại gặp tiếp. MC Quỳnh Chi và chồng cũ đã có quyết định đúng đắn khi làm bạn và cùng nhau chăm sóc con trai chung. Đây là hành động văn minh sau khi ly hôn và giúp con cái nhận được đầy đủ tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ. Được biết, vào thời điểm vừa ly hôn, MC Quỳnh Chi và chồng cũ từng xảy ra nhiều mâu thuẫn về việc giành quyền nuôi con. Doanh nhân Văn Chương đưa quý tử sang Mỹ thì nữ MC cũng đuổi theo đến nơi để giành lại con nhưng bất thành. Sau nhiều năm tranh chấp, cả hai đã quyết định làm hòa. Quỳnh Chi cũng đồng ý để con trai định cư tại Mỹ và thường xuyên qua thăm bé.
Có thể thấy Quỳnh Chi là một cô gái rất mạnh mẽ và lạc quan khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống. Hiện tại dù cô vẫn chưa có bước ngoặt ấn tượng trong nghệ thuật để đánh dấu sự quay trở lại của bản thân, song công chúng vẫn luôn dành nhiều tình yêu thương đến người đẹp và hy vọng một ngày không xa trong tương lai sẽ được lại gặp gỡ nữ MC duyên dáng này trên các phương tiện truyền thông.